Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Xin chào mừng cả nhà đến với buổi livestream ngày hôm nay nha. Trầm hương và âm nhạc nha quý nha. Trầm hương và âm nhạc. Rồi lấy bắn lên. Bánh. Chị. Ồ em có cái kia cũng không chị? Cái mà cái món đó rong biển ăn ngon lắm. Cái này em muốn bán để Hello cả nhà. Hey, mới đây là thứ mấy ta? Thứ tư. Trời ơi nhanh quá. Thứ tư nhanh quá. Thứ tư nhanh quá. Thứ tư quá nhanh luôn. xin chào cả nhà nha, cùng vào xem livestream, cùng chia sẻ livestream giúp cho Huy và chị Hương nhé quý vị ơi. Lúc cũng cười cười vậy đó quý vị, nhiều lúc mình thấy đôi khi mình thấy cuộc đời nó giống như là nó giống như một cái giấc mơ vậy đó, nhưng mà nó có nhiều cái nó cũng buồn cười lắm. Buồn mà sao cười ta. Cũng có cái nhiều cái Sống buồn thì cười. giống nhìn cũng như những cái câu chuyện giống như những giấc mơ Đúng rồi. mà lo những giấc mơ xấu. Tao mà những nhưng mà mình phải học được là những cái giấc mơ xấu đó thì giống như là mình khi mình nhận ra được nó là giấc mơ xấu thì nó còn đỡ, mà mình không nhận ra được nữa là mới mệt đó. Nhận ra được sớm thì nó đỡ hơn, nó vui hơn. Giống như hồi bữa hôm qua hôm kia mới like xong cái chị nói bữa chị ăn cái gì đó, cái lẩu gì ơi gì đó, sa bu gì À đó. sao buồn hả? Ăn đó xong cái nói ăn với hai chồng của Phong, xong cái chị nói chồng chị ngán quá, chị không ăn nữa, em ngán quá. Cái mới ngày hôm qua cái thấy Victor là hồi đó làm đạo diễn mấy chương trình bên chị, xong rồi cái thấy Victor ra, cái Victor thấy ngồi mấy tiếng đồng hồ, cái thấy vậy thôi rủ Victor đi ăn, xong cái lại rủ hai chồng Phong Lê ra ngồi ăn tiếp. Xong cái vợ Phong Lê nói ủa chị mới nói với em chị ngán mà. Nếu như cùng nhiều lúc cuộc sống nó cũng thay đổi bất thường vậy đó gì, Rồi. mình mới vừa nói mình ngán xong rồi cái là mình cuối cùng cũng lại đi ăn tiếp. Nhưng Nhưng mà mà đó cái nha, nghe nghe đúng ngán mà cái bụng mình nó đói mình nó đúng rồi chịu thôi. không, nhưng mà đối với chị là giống như là cuộc đời của chị vui nhất là được ăn uống. Rồi vậy hả? Chị ăn ngon là chị vui lắm, ăn ngon là vui lắm. Ngon vui lắm. Kể quý vị nghe một cái câu chuyện mà chào chị Chu Tị Phan nha, kể quý vị nghe một cái câu chuyện, cái này là câu chuyện có thật nha. Lúc đó hai vợ chồng quen nhau cũng lâu lắm rồi, bắt đầu mới cưới nha, có nghĩa là khi cưới xong cái lúc lúc đó ổng đi Mỹ, xong ổng về Việt Nam ổng chơi, xong ổng dẫn chồng Hương Nguyễn, nó dẫn Hương Nguyễn đi ra Phú Quốc chơi, ra Phú Quốc chơi. Mà cái tánh của Hương Nguyễn ngộ lắm, ở Việt Nam á, ở bên đây nó sẽ bị một cái thói quen rồi, nhưng mà khi hồi đó ở Việt Nam thì cái hai cái nó hay hay bị nhìn thấy cái cạnh như nè. Ví dụ như em vô cái quán bún riêu thì nó chỉ bán một món bún riêu thôi thì nó sẽ ngon, nhưng Đúng mà nếu rồi. mà em vô cái quán bún riêu mà nó có bán phở nữa thì em ăn nó sẽ hai món nó đều dở. Đúng rồi. Cái quan niệm ở Việt Nam là nó như vậy, nhưng mà Hương Nguyễn là từ nhỏ lớn là người Việt Nam, không bao giờ ăn phở là Hương Nguyễn. Chồng Vậy? chồng Hương Nguyễn nói hoài từ đó giờ Việt Nam có mình Hương Nguyễn à, từ có nghĩa là người Việt Nam ai cũng thích ăn phở, có mình Hương Nguyễn là không ăn phở. Xong cái Hương Nguyễn thấy chỗ đó là nó vừa bán phở vừa bán hủ tiếu. Rồi cái Hương Nguyễn nói anh vô đi anh ăn đi, nếu mà ăn á, mà kêu hủ tiếu ra đó, mà tại vì ở ở đó có nhiều chỗ họ bán ngộ luôn, họ bán hủ tiếu mà họ bán bằng bánh phở đó, cái bánh nó mềm chứ nó không phải hủ tiếu giống như cái hủ tiếu gõ của mình đó. Xong cái vô cái kêu ổng kêu phở, chị kêu hủ tiếu, xong nó đem hủ tiếu mà cũng là cái bánh phở đó luôn. Xong cái chị nói anh ơi thôi vậy anh ăn cái tô phở này giùm em đi nha, chứ giờ mình bỏ mứa thì nó kỳ Đúng quá, rồi. du duyên lắm, mình cũng là dân buôn bán mà mình đâu có làm vậy. Xong cái kêu anh ăn giùm em tô hủ tiếu này luôn đi, em qua hôm kia em ăn tô hủ tiếu nha đó. Xong cái ổng ăn giùm tô hủ tiếu này rồi ổng ăn một tô phở rồi ổng gán ăn tô hủ tiếu này, rồi chị đi bộ qua bên đường cho ăn hủ tiếu, đi qua cái quán hủ tiếu bên đường nó vừa bán hủ tiếu vừa bán bún riêu. Xong cái kêu hủ tiếu nữa nó lại đem ra cái bánh phở trong cái nước hủ tiếu nữa quý vị. Xong cái ông Nguyễn gọi điện cho chồng Nguyễn, đã ăn xong cái tô hủ tiếu đó xong chưa, cái ông kêu anh mới vừa ăn xong là no ứ rồi, thôi anh qua đây anh ăn giùm em cái tô bên đây luôn đi, tại em nó cũng là bánh phở luôn. Có nghĩa là cái tánh Hương Nguyễn ngộ lắm nè, nên giống như anh Chất Kỳ Tài ấy, hay đi anh nhà thiết kế Chất Kỳ Tài có đi, anh em có hay đi làm chung á là anh cũng biết á, là có nghĩa là khi mà Hương Nguyễn đói dữ lắm, nhịn đói chừng nào mà coi như là sắp tiểu tới nơi rồi đó, cái món mà mình không thích mình mới ăn, chứ còn không thôi là nhịn luôn, nhịn đói luôn quý vị, không ăn. Cái nết Lạ vậy. cái nết ăn ngộ lắm,
Lạ quá. Nó ăn ngộ lắm, ăn cái gì mà ăn ngon là chị vui, là cái mặt chị nó rạng rỡ lắm. Thì chị thì sống để ăn, còn chồng chị thì ngược lại, ăn để sống, cho nên ổng không có biết thưởng thức đâu. Ổng là ăn cái gì cũng được, ăn gì cũng ngon, còn chị là ăn là phải ngon. Giống như cái Em này bánh kali ăn vặt siêu ngon này nè, ăn rất là ngon luôn. ăn là Thì ghiền đó. bữa chị Phụng cũng thích ăn nè, rồi một cái chị gì, một cái chị tự nhiên cái nói tắt ngang quên mất tiêu. Đây là hai chục bịch cuối cùng Đúng rồi rồi, tại đó. bữa Huy đem ra có mười mấy bịch, 15 bịch phải không, 15 bịch. Xong cái chị đấy, chị nói ô em lấy cho chị 10 bịch đi, cái rồi còn cái cũng hên lấy 10 bịch, còn 2 bịch rồi hôm nay mới kêu Huy đem ra. Thì cái này là bánh kali ăn vặt siêu ngon ở bên Phùng Ngọc Huy nữa quý vị, mà 12 đồng bịch như vậy, 12 đồng 12 kg lúc bịch trước, nhau. lúc trước là 15 đồng. Và Hương Nguyễn có nói với chị là bây giờ đang đang đang, đang giống như là đang đang sale mới là Đang 12 đồng sale. chứ bình thường là 15 đồng, cho nên là Hương Nguyễn bán cho chị 10 bịch là 120, và nói với chị là mai mốt mà quay lại mua nó phải là 150 chứ không phải là 120 nha. Đó thì giống như là mỗi mình ăn mỗi một cái món ăn ngon là mình thấy vui lắm quý vị. Đúng Rất rồi. là vui luôn, ăn ngon rất là vui. Mà Hương Nguyễn kể chuyện cười quý vị đâu cười đâu đúng không? Thật sự là tại vì cái tánh của Hương Nguyễn là không có cái câu chuyện đó nó cười, nhưng mà cái người kể phải mắc cười, còn Hương Nguyễn kể không có mắc cười nha. Không sao, từ từ tập thêm chị. Không có tập. Đã. Nhưng mà ý là mình đang thắc mắc là tại sao mình qua hai chỗ mà mình vẫn không ăn được tô hủ tiếu. Rồi ông này ổng vừa nọng hai tô xong mình lại gọi mình kêu ông qua ăn tiếp cái tô của mình bên đây. Trời ơi thấy ổng tội nghiệp á, ăn giống như là thành ăn ba tô rồi. Rồi, Hiếu Chương nè, em chào anh và chị Trầm Hương, chào Hồng Đinh nè, rồi xin chào Hiếu Chương nha. Minh chào em Trầm Hương. Đẹp. Chào cả nhà mình, trời 22.000 người đang xem Mai hai ngàn chị em người mình đó. kìa. Nãy giờ chứ Hương Nguyễn kể câu chuyện không đầu không đuôi luôn. Dạ. Mỗi lần mà Hương Nguyễn nói kể chuyện cười á là đạo diễn Phong Lê sẽ nói là thôi bà đừng kể rồi, bà đừng kể. Cảm ơn Minh Minh Dương Tân nha. Dạ, tại vì kể người ta không có mắc cười, nhưng mà cái đó là ý là Hương Nguyễn đang nói cái câu chuyện là trong cuộc đời á, Hương Nguyễn là ăn là mình cảm thấy vui, cho nên là khi mà mình đi ra cái chỗ Phú Quốc nó đẹp vậy mà mình không tìm được cái tô hủ tiếu mình ăn, mình hơi bực bội nguyên ngày luôn. Đúng rồi, người ta ra Phú Quốc ăn hải sản Đúng chứ, rồi, đi người ta ra ăn ăn hủ hải sản thì tiếu, ăn hủ tiếu. ra hủ tiếu mà rồi hủ tiếu bò nữa, Mà mua ngoài nè biển không kiếm con bò đâu đây ra. nè, cái câu chuyện này là thật sự luôn, là chồng chị nói vậy nè, mỗi lần đi lên Đà Lạt là chị đòi ăn hải sản, đi lên núi thì đòi ăn hải Lạ sản, lắm, mà cứ đi lên núi đi xuống nước á, đi đi xuống biển rồi kiếm hủ tiếu, đúng rồi kiếm bò đồ ăn kiểu vậy đó, giống như cũng là lạ lắm. người cái gu cũng lạ Đi lắm quý vị, ăn kiểu vậy đó. lên Đà Lạt kiếm ốc, kiếm hải Đúng sản, rồi, lên Đà Lạt thì đòi ăn rồi hải xuống sản. biển á, thì kiếm những con nở bò trên bờ Đúng đó, heo gà ăn vịt nữa, lạ lắm, vậy. cá không chịu, chắc Bởi đâu biển nhìn thấy cá vậy ngán quá mà. cho nên là mới ngược đời. Chứ như người ta là người ta đi ra ngoài đó làm, mà hồi đó chị nhớ hoài đi vô suối Chanh á, mướn mướn đôi dép lào để mang mang đi vô suối tốn có 2.000, mà cái suối đó nó còn hoang sơ rất là đẹp, mà giờ không biết còn đẹp vậy không nữa. Chắc còn cái dép để mưa luôn. Tại vì chị thích cái suối đó nó hoang sơ, nói chung Hoang là chị thích sơ. chơi những cái chỗ mà nó hoang sơ hơn là những chỗ mà do con người mình tạo nên, giống như những cái chỗ mà nó hoang sơ nó đẹp thì chị lại thích hơn đó, cho nên là đi vô đó mướn đôi dép có 2.000 quý vị, năm cách đây chắc 15 năm có rồi, mướn đôi dép có 2.000, mướn vô đó không có tiền vô cổng luôn, chỉ là mình giống như chỗ đó là nó một cái thác, một cái suối xuống Đấy. Chanh vậy đó. Xong rồi cái mấy người ta ngồi, người ta cho mình mướn đôi dép lào để mình mang, mình bỏ đôi giày của mình ra, mình mang đôi dép lào đó tốn có 2.000 bạc đi vô, coi như là đi vô cái thác đó tốn 2.000. Bao năm rồi chị? Chắc cũng 15, 16 năm, giờ không biết cái suối Chanh nó còn không nữa. Giờ cái giá lên 20.000 rồi Đúng rồi, mà không có dép để mướn luôn đó. đúng rồi, chắc vậy quá. Rồi, Hiếu Chương nè, anh ơi hát bản này cho em được không? Em nên dừng lại, ở chúng ta được mãi và hãy quên anh, nhiều bài quá vậy. Hát không bài à. Xin chào, chào Huyền, dạ anh chào chú Huyền Phan nha. Chào chị Huyền Phan. Dạ, Chị xin Huyền chào Phan có Julie. ăn mấy lần chị mua hàng em có tặng cái bánh kali, bánh này ăn là ghiền cho chị chưa chị? Chị Huyền Phan có ăn lần nào chưa? Lần này sẽ tặng cho chị nha. Không biết là chị có ăn lần nào chưa, không nhớ luôn á. Và hiện tại là chỉ còn có 20 bịch cuối cùng thôi, không còn nữa. Ngoài chụp bịch đó. 20 bịch cuối Hết cùng rồi. hàng rồi. Dạ.
thì có cái bánh này thường coi như là thường xuyên bị cháy hàng, thường xuyên bị hết hàng, đang nhờ nhà sản xuất đặt qua nữa nha vậy nha. Rồi. Chị lúc nào không đem về Việt Nam, hồi bữa hổm chị hứa là chị đem về đó nha. Không, để tiếp cho chị nha, em ship. Cuối cùng cũng không đem về, quên hoài Thanh. Ơi, để chị cho địa chỉ đi, em ship một chục bịch qua cho. Chào Minh Dương Tân, chào cả nhà mình nha, chào 23.000 người đang xem nè. Chào em Thấm, chào em Thấm nãy giờ nghe chị kể chuyện chắc cũng không hiểu gì đâu ha. Hứa hoài mà về Việt Nam không đem, rồi để tháng 9 về đem cho. Hiếu Trương, chào Hiếu Trương, tháng 9 về, bán xong mùa hè về. Về thăm mấy con, về chắc tháng hả? Tháng về thăm con. Hello cả nhà, chào Quang Huy. Rồi và bây giờ thì hôm nay thì cả nhà mình thích nghe bài gì thì suy nghĩ đi nha, xong rồi comment bên dưới. Ủa không nghe nói gì hết hả? Ủa sao Trang không nghe gì hả? Ủa mình nói có nghe không vậy? Có chứ. Nghe không? Nghe không? Okay. Đang nghe không? Mà đang nghe mà. Ủa có nghe mà Trang. Chắc tại vì em vô sau á, ý là chị kể mấy câu chuyện cười ở đầu cái này nè. Hiểu rồi. Mà chị kể xong chị cũng không có mắc cười nữa, cho nên là chắc người khác nghe là không có mắc cười đâu. Nên chị hỏi chào Mỹ Linh. Rồi, chào Dương Thị Mỹ Châu. Chào cả nhà mình nha, chào cái gì? Kiki Anna. Kiki Anna Phạm. Đâu ai ơi. Sao tên lạ vậy? Không phải. Không đấy. Không phải. Kia Na Phạm. Em có chuyện cái đọc trên tiếng Việt cho em Kia Na Phạm. Rồi xong rồi chị hiểu ra một cái một chuyện nữa nè. Có nghĩa là ngày hôm qua làm chọc quê em gái chị với lại chị hai chị. Tại em gái chị hai chị ở dưới ở Việt Nam là nói là giờ á coi top top không à, mà chị đâu biết top top là gì. Chị nói ủa bên Mỹ là TikTok mà ai coi top top. Nếu mà nó top top là bị chặn đi chị. Top, ủa top top là khác hả? Top top là TikTok. Ồ vậy hả? Nhưng mà cái nó sẽ cái từ đó nó sẽ bị gọi là nó bị cấm. Ủa sao kỳ vậy? Thì nói nó sẽ bị ảnh hưởng cái tương tác. Ồ vậy hả? Hai nói kỵ nha. Ồ vậy hả? Xong rồi cái hỏi mấy người kia thì không nói là chắc bà không biết tiếng Anh mà kêu tàu lao quá. Ai ngờ đâu chị lướt lên chị thấy người ta vẫn kêu từ đúng đó rồi. Mà đúng không? Ừ. Vậy là phong lê tàu lao rồi. Bữa nào ra nói phong lê. Vậy là mình không có sai, mình không có nghe lộn. Chào chị Nguyễn Trâm, chào Hoa Võ, chào Alo. Chị Thu Trần nha. Dạ. Chào chị Thu Trần, chào mẹ Cúc. Không, không. Rồi chào cả nhà mình. Bây giờ thì hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ lên những cái mẫu mà trầm hương do con người trồng cấy trước nha cả nhà mình nha. Và sau đó cả nhà mình ở lại với Hương Nguyễn giờ cuối để mình được cái giá quà tặng cho cái món sản phẩm đó. Là tặng giống như mình tặng lộc để vui, chứ còn nếu mà mình mua trực tiếp ở Mo Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn á, thì đúng giá niêm yết nha. Hay là mua tại công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì cũng đúng giá niêm yết. Vì cũng có nhiều người khách hay nói là ủa sao thấy trên live tặng này tặng kia mà ra ngoài tiệm mua tiệm á, là có nghĩa là đúng giá niêm yết. Còn dưới trên 5.000 thì Hương Nguyễn mới tặng ống nhang trầm thôi, còn dưới 5.000 là đúng giá niêm yết, Hương Nguyễn không có tặng nha. Còn khi mà mình mua trên live này nè, khi ở cuối live á, thì mình được tặng 5-70 hay là 100-150 tùy theo sản phẩm nha quý vị nha. Cho nên là mình ở lại với nhau tới cuối cùng để mình được quà tặng cho nó vui. Chào anh Nicolas Nguyễn. Đúng rồi vậy, tại vì để cho tri ân những khách hàng chúng ta bỏ một tiếng đồng hồ ra để cùng xem livestream. Kim Phan họ Kim Oanh không biết mình like hay sao mình bấm tắt mà cứ gọi hoài luôn ta. Mình bấm tắt nãy giờ 4-5 lần rồi. Nhắn tin đúng rồi, nhắn tin ra dạ. Ồ. Nó công ta tưởng không muốn bán hàng trong ra nữa. Không phải. Xin chào Nicolas nha. Happy day đâu, hôm nay Thanh sinh nhật Thanh Nguyễn hả? Sinh nhật Thanh mấy ngày rồi, chào Bình Nguyễn nha. Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, lát hát tặng bài sinh nhật nha. sinh nhật Thanh Nguyễn, năm trước là sinh nhật Thanh Nguyễn là có chị Việt Nam, năm nay thì không có. Rồi và đây là cái trầm hương do con người trồng cấy nha. Có mít với lại cái trăm bạc 925 màu đỏ nè. Cái trăm bạc 925 màu đỏ này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha. Đây là vòng đôi do con trầm hương do con hỏa người trồng thổ cấy nha. Hỏa sinh thổ. Giá là 260 đô cho cái vòng đôi này. Chào Vicky Phạm, chào Châu Nguyễn, chào Bình Nguyễn nha. Quý vị mà vòng đeo cổ quý vị
trên Huy đang đeo đây, giá là 360 đô nha. Cái này là chồng do người chồng cái. Do con người chồng cái, đúng rồi, chuỗi 108. 108, đúng rồi, ly. Có mít với lại đá màu đen. À, cái đá màu đen này là hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim. À, vì là thổ sinh kim, dạ, thổ hợp kim với lại người mệnh thổ và mệnh kim. Còn cái này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha, vì là hỏa sinh thổ, giá là 260 đô. Cho cái trầm hương do con người trồng cấy. Giờ Huy và chị Hương sẽ lên hàng trồng trước nhau vị, sau đó sẽ lên hàng tự nhiên nhau nhau vị nha. Đây, đây là trầm do người trồng cấy, giá là 260 đô nhau vị nha. Đây là vòng đeo tay, đây là vòng đôi. Chào chào Hiếu Trương nha. Chúng ta sẽ đeo cổ nhau vị, đeo cổ này cũng được nè. Đúng rồi, đeo sát cổ. Sát cổ. Rất rồi. Thời trang nha. Và đây, đây vẫn là trầm hương do con người trồng cấy, giá là 290 đô, chuỗi 108, hạt 6 ly. À, trầm hương do con người trồng cấy vẫn là trầm thật 100% nha. Hạt của nó là 6 ly, giá là 290 đô. À, và hồi nãy là có chị gì chủ bên đài ABC quên mất tiêu rồi. Chị gì bên đài ABC á. À, AB cái đó là đài đài Asian World, đài ABC là của chùa Điện Ngữ. À, thì nãy chị đó là chị có ghé thăm, có dẫn theo hai người em và đứng nói chuyện với chồng rất là lâu. Ở tụi anh đúng rồi, chị tụi anh đúng rồi, chị tụi anh nãy chị có ghé đây và chị dẫn theo hai người em thì đứng xe tham quan thử cái chồng. Và chị coi như là cái người em của chị, em cousin thôi, em quen biết thôi chứ không phải là em ruột. Nó là rất là thích chầm, nhưng mà khi mà vô tiệm này thì mới hiểu được là chầm nó như thế nào và mới hiểu được nhiều như vậy. Chứ từ được trước giờ người đó thích chầm nhưng mà cũng không có biết được cái chầm là nó nhiều như vậy, nó đa dạng như vậy. Vì nhắn tin rồi mà. Đây nè, có nhắn rồi nè. Đang like mà. Ủa sao vậy? Hay là Kim có chuyện gì Kim cần ta? Mà mình đang like mình gọi nó tắt làm sao? Không tắt hả? Rồi, không sao, chị Hương đang dừng nghe phone đi. Rồi để Huy tiếp tục. Quý vị trầm nói gì thì có rất là nhiều loại, rất nhiều sản phẩm. Rồi có trầm trồng có, rồi có trầm tự nhiên có, rồi có trầm dạng chung có, dạng VIP cũng có, rất là nhiều loại trầm. Huy như quý vị thôi, bắt đầu mình nghĩ là trầm là chỉ một loại nhưng mà có rất là nhiều loại, rất nhiều sản phẩm. Bên cạnh đó, trầm cái thời điểm đó đâu gì, nó sẽ có cái dầu như thế nào và độ vưng như thế nào. Và khi mà chúng ta có một sợi dây trầm bên chị Hương đổ gì thì á, chúng ta kiếm một cái sợi dây mà giống như vậy này không có. Tại vì cái độ vân nè, độ dầu nó khác nhau hết mà không giờ có y chang được. Thì cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên có gì, mỗi cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau. Ví dụ như là nó cùng một cái phôi trầm nhưng mà cái phân khúc này nó ăn dầu nhiều, phân khúc kia ăn dầu. Rồi. Tại đây. Kim ơi, Kim làm chị rối luôn Kim ơi. Rồi. Sao? Nhắn cho Kim mà chắc không biết, chắc Kim có chuyện gì gấp lắm chứ không thôi mà. Mà mình gọi lại Kim thì lại không được. Bấm lộn. Ủa gì Kim, chị đang like mà Kim em gọi vô là nó tắt cái phone chưa hoài luôn nha. Chào Châu Nguyễn nha. Trời nè. Trời ơi là chịu nổi không nè trời. Không có chuyện gì hết đó. Mình tưởng phải chuyện gì. Chào Châu Nguyễn nha. chào Bạch Tôm, chào Mai Kim. Cái trầm hương mà núi rừng mọc tự nhiên giống như Hương Nguyễn hồi nãy vừa nói thì mỗi cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau. Và cái phôi trầm á, mỗi phôi trầm nó ăn dầu khác nhau. Ví dụ cái phôi trầm này là cái độ tích dầu nó nhiều nhưng mà nó cùng một phôi trầm nhưng mà cái phân khúc dầu nó sẽ khác nhau nha quý vị. Và hiện tại thì có nhiều người bán trầm á thì lại hay có cái câu là giống như cái này là áo dầu rin. Áo dầu rin có nghĩa là, quý vị hiểu là áo dầu rin là như thế nào? Áo dầu rin có nghĩa là cái chầm mà nếu mà cái chầm nó đã tốt thì không ai đi áo dầu, có nghĩa là đi tẩm mùi quý vị. Đúng rồi. Đi tẩm mùi á. À cái rin nó nghĩa là còn rin đó, nghĩa là mới đúng không? Phải không? Không, dầu rin có nghĩa là cái ý là người ta nói là cái loại dầu đó là dầu chầm thật, tinh dầu chầm thật là dầu rin, nhưng mà người ta đã áo một cái lớp ở bên ngoài cho cái vòng đó. Và sản phẩm nhiều lúc Hương Nguyễn thấy bán hả, hình như là có mấy chục đô một cái à. Thì nếu như mà cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thì tự quý vị sẽ hiểu được là khi mà mình mua hàng thô về và mình gia công thành phẩm như thế này nè quý vị, nó sẽ dụng hết 70%, nó còn có 30% thành cái vòng thôi. Thì tự mình nghĩ coi là nó có cái giá đó hay không.
Còn khi mà quý vị nhìn thấy giống như là một cái hàng này nè, đó là cái hàng này là của Trung Quốc làm nè, những cái hàng này giá chỉ có nhiêu, à đây Hương che cái tên người bán lại cái nha, và đây người ta quảng cáo nè, có 150k một một vòng mà quý vị, đó có 150k một chuỗi nha, là bao nhiêu, là chỉ có 6-7 đồng thôi, 6-7 đồng. Và đó là những cái hàng, đó là những cái hàng đó không à, có nghĩa là nhiều người hiểu sai là đúng là cái hàng đó là hàng tóc giường, hàng gió giường đã qua xử lý, có nghĩa là người ta đã xử lý như thế nào, người ta bơm keo cho nó cứng để người ta tiện hạt, và người ta dùng keo màu để người ta phủ cho nó đẹp. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà cái lỗi chầm nó đã tạo thành chầm rồi, không ai làm vậy hết, nó chỉ đúng là rồi. Cái thân cây gió thôi, nó chưa tạo chầm, nó rất là mềm. Nếu mà mình tiện thành hạt về nó bể hết luôn, bắt buộc người ta phải bơm trực tiếp vào cái keo cái, vô chắc đó. Đúng rồi, người ta chứ bơm keo vào trực tiếp vào cái phôi gỗ đó luôn, rồi bắt đầu người ta mới tiện hạt. Cho nên là người ta có thể lấy được nguyên cái cây luôn, người ta lấy được nguyên cái cây luôn là cái cây gió thôi chứ không phải là chầm, thì nó mới có cái giá đó. Và Trung Quốc làm cũng rất là rẻ luôn, cũng chỉ có là chỉ giá của nó cũng chỉ có 5-7 đồng hay là 10-mấy đồng một sợi thôi. Còn cái chầm mà do con người mình trồng cấy á, thì nó cũng không có rẻ đến mức độ như vậy nha. Vì là người ta trồng và người ta cấy men vi sinh á, 1000 cây nó phải chết từ 300-400 cây là cái kỹ thuật hồi xưa. Còn bây giờ người ta cấy nó cũng phải chết được từ là 200 cây, 100-200 cây. Vì là có nhiều cây á, nó không có chịu được, có nghĩa là mình khoan lỗ, mình cấy men vi sinh vô á, nó không có chịu đổi được cái tác động, cái tổn thương, cho nên là nó chết thì nó không có tạo chầm được. Cho nên vì vậy cái hàng trồng nó cũng không phải dễ tạo mà dễ có. Và khi mà khai thác thì cũng phải từ cái lúc trồng cho tới lúc khai thác thì nó phải mất hơn 10 năm. Nó từ 14, 15 năm trở lên thì nó mới tạo chầm tốt được. Và khi gia công thì nó cũng dụng 70% vậy đó. Thì làm sao mà nó có giá mà quá rẻ như vậy để mà mình mua, thì mình phải khi mình có, tại vì có nhiều người ta cứ nghe chầm hương, cái là người ta nghĩ là ô nguyên cái cây chầm hương, người ta không nghĩ nó là cái lỗi bên trong. Đúng và rồi. Người ta nghĩ ô cây trầm hương là nó nguyên cái cây và trồng được, và người ta không biết cái hàng tự nhiên là nó như thế nào hết, cái giá trị nó như thế nào hết. Cho nên là Hương Nguyễn hay giải thích đi giải thích lại cho quý vị hiểu. Chào Khả Ngọc, chào anh Vũ Quang Vinh. Ôi ôi anh Vũ Quang Vinh ơi, bữa hổm cái giải thưởng của chị Mì Xeo nói tặng anh, hôm nào anh ghé qua tiệm lấy giùm em đi anh, từ Tết tới giờ em chưa gặp anh luôn. Xin chào nhà thiết kế Nguyễn Dũng nha. Chào anh ca sĩ Vũ Quang Vinh, chào anh Vũ Quang Vinh, chào Khả Ngọc. Rồi bây giờ thì nãy giờ là nói những cái mẫu trầm hương do đúng con rồi. Người trồng cấy và đó đây là cái trầm hương do con người trồng cấy luôn nè quý vị, dành cho người bên đạo nha, giá là 170 đô. Dành cho cổ tay nữ hay nam gì cũng được, nếu mà cổ tay như Huy thì chắc đeo được luôn, tại vì Huy cổ tay nhỏ lắm. Mai anh ra và nha. Chị Mì Xeo ghé, dạ cảm ơn anh. Rồi vậy mai anh ra nha, mai ra em đưa cái vòng giải thưởng cho anh, bữa giờ kiếm anh hoài luôn. Vinh đi hoài đi suốt đi du lịch suốt à, trời ơi ước gì được giống như anh vậy đó, đi du lịch suốt, đi hưởng thụ, đi hưởng thụ suốt. Và đây là trầm hương do con người trồng cấy nha, hạt của nó là 12 ly, giá là 250 đô, có mix với lại đá mắt hổ vàng, và đá mắt hổ vàng này là hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy nha, hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy. Hôm nay sinh nhật của anh mà không thấy hai em chúc mừng và tặng. Ủa, chúc mừng sinh nhật anh Nguyễn Dũng nha, em không thấy luôn á. Chúc anh Nguyễn Dũng sinh nhật vui vẻ nha anh. Và càng ngày càng phát tài, ngày càng đẹp trai nha anh. Nói vậy được rồi, để em kêu với Thanh gửi bánh đi qua chúc mừng sinh nhật anh luôn. Tặng cho anh Nguyễn Dũng một bịch bánh rồi. Ăn là ghiền nha anh. Ăn là ghiền luôn. Dạ. Đây chúng ta đang cầm cái dòng đeo tay nhé quý vị, giá là 200 đô, là trầm cho người trồng cấy nha. Dạ. Yeah. Rồi, và giá của nó là 250 đô. 250 đô. Và tiếp theo đây là một cái vòng hạt của nó là 8 ly, giá là 720 đô, có mix với lại những cái đá màu đỏ, và đá màu đỏ này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha. Hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Đây là trầm núi được một tự nhiên nha quý vị nha. Đúng đây, rồi, đó. Nãy giờ là like những cái hàng do con người trồng cấy rồi nha quý vị nha. Cái gì rồi không thấy Hương cho số của Phùng Ngọc Huy. Số đo dài, em quên sorry anh, để em thôi, like xong cái này em lấy số được. Đo liền luôn. Em lấy rồi. Số đo liền luôn nha quý vị. Và làm ơn nhớ giùm Hương Nguyễn là chỉ có một số phone duy nhất tại Mỹ để chốt đơn hàng ở Mỹ là 714-588-9989 nha quý vị nha. Và mình đừng có, tại vì có nhiều người đang giả mạo trang công ty chậm Hương Nguyễn rất là nhiều. Ví dụ như họ đặt cái tên tùm lum hết, giống như là
cũng là Trầm Hương Nguyễn, xong ở phía sau họ cho một cái tên khác, giống như là giống như là Trầm Hương Nguyễn, rồi cái ở phía sau là họ cho thêm chữ Linh, hay là ở phía sau họ cho thêm chữ Thanh, hay là ở phía sau họ cho thêm một chữ Cúc, hay là giống như cũng Trầm Hương Nguyễn, Trầm Hương Nguyễn, nhưng mà ở phía sau là có một cái chữ khác thì không có đúng nha quý vị. Công ty Trầm Hương Nguyễn là chỉ có một trang này là Trầm Hương Nguyễn ở ở Mỹ, và khi mà mình và địa chỉ thì ở tại miền Nam Cali, và ở Việt Nam là ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. Cho nên là khi mình mua hàng là mình gọi đúng một số phone này thôi, để tránh được tránh những cái người mà người ta vô người ta cứ comment để người ta chào hàng của bên ta bán này kia nọ. Và Hương Nguyễn nhắc đi nhắc lại hoài, quý vị ơi, mình làm cái Trầm này á thì mình đặt cái tâm một chút xíu, là vì là khi mà cái đạo đức nghề nghiệp á, mình không có đi nhảy qua trang này trang kia để mình vô khách hàng của người ta, mình chào hàng, mình làm cái này làm cái kia, nó rất là kỳ. Đúng rồi. Cho nên là khi mà mình làm việc á, thì mình nên giữ một cái gì đó, cái tâm, cái đạo đức nghề nghiệp chút xíu nha mấy bạn ơi. Tại vì mình Hương Nguyễn với Huy Lai cũng cực lắm. Mà tới hồi người ta chốt hàng cái ai kêu chuyển tiền đi đâu á không biết nữa. Các bạn làm từ tâm nha các bạn. Các bạn quậy quá riết mà tôi làm từ tâm nè, mà các bạn làm muốn tâm thần luôn. Muốn tâm thần luôn vậy. Dạ. Hôm đó là birthday muốn... của Hương Nguyễn á, mà phép hai chị em cũng gán ngồi like xong rồi cái mới đi ăn, mà đang like vậy đó, cái chốt cuối cùng có người vẫn có người chốt ở dưới, xong cái người đó đi chuyển tiền cho ai đó không biết nữa. Đây, chụp màn hình lại gửi cho Hương Nguyễn luôn. Dạ. Cho nên là có nhiều người chốt người ta cũng không dám nhắn ở dưới nữa, vì người ta sợ là những người khách hàng này khách hàng kia đó vô chào hàng tùm lum tới la. Và bây giờ thì Hương Nguyễn và siêu quậy không à. Và đây là Trầm Hương núi rừng mọc tự nhiên, hạt 12 ly, giá là 660 đô. Dành cho cổ tay nữ mà cổ tay tròn, hoặc là nam mà cổ tay nhỏ thì vẫn đeo được cái hạt 10 ly này nha. Cái 12 ly chứ. Dạ. Đây là Trầm núi rừng mọc tự nhiên nha quý vị nha. Đây là hạt 12 ly, giá là 660 đô. Nha, 660 đô nha. Cái này dành cho cổ tay mà nam cổ tay nhỏ đâu gì. Nè. Đúng rồi, nam cổ tay nhỏ, còn nữ mà cổ tay tròn thì vẫn đeo được cái hàng đó. 660 đô nha quý vị. Rồi, và tiếp theo đây là cái hàng 16 ly. Cái này là Trầm núi rừng mọc tự nhiên, hạt 16 ly, giá là 1200. Nhưng mà cái hạt 16 ly quý vị nhìn thấy cái hàng tự nhiên nó như thế này, nó là núi rừng mọc tự nhiên nha. Nhưng mà mình đeo một thời gian nó sẽ đậm màu rất là đẹp, giá là 1200. Còn cái này nha, là độ dầu nó nhiều hơn và nó cái gam dầu nó nặng hơn, mùi nó tốt hơn, thì giá nó là 3800 nha. 16 ly cho cái Trầm núi rừng mọc tự nhiên, dành cho cổ tay nam á. Đó, nhìn thấy quý vị, thấy rõ hai màu không? Đây màu này là rất là sậm nè, giá là 3800 đô. Đây đều là hạt 16 ly hết nha quý vị nha, dành cho nam cổ tay to nha quý vị. Đây, đây là Trầm núi rừng mọc tự nhiên. Rồi, và bây giờ thì Huy coi trong đây có ai cậu Huy hát bài đi, và sau khi mình like tiếp rồi mình chốt cái món cuối cùng. Đây, quý vị muốn hát nghe bài gì? Hồi nãy có đề nghị là em nên dừng lại. Em nào yêu cậu quá trời bài. Em nên dừng lại. Ai chung tình được mãi. Hát bài gì đây? Bài hát bài gì chưa? Hát bài gì? Bài gì em thích hát thì em hát. Ai chung tình được mãi đi ha. Dừng được mãi thôi, giờ mình hát nhạc remix đi nha. Hát nhạc chậm hay hát nhạc sung quý vị? Hát nhạc chậm hay là hát nhạc sung? Hát nhạc chậm hay là hát nhạc sung? Quý vị, hát nhạc nhẹ nhàng. Cái gì? Là cái tháng gần những cái ngày hiền mẫu này, cho nên anh Nguyễn Dũng kêu hát bài về mẹ đi. Hát bài về mẹ hả? Yeah. Rồi sao? Rồi thôi hát bài về mẹ nha. Rồi, vậy hát bài về mẹ cho anh Dũng nha, tặng Happy Birthday anh nhà thiết kế Nguyễn Dũng nha. Rồi, giờ rồi hát bài Huy rồi. Hát bài về mẹ. Chào anh Nicolas Nguyễn. Rồi, bây giờ cho phép Huy hát cái khúc này của riêng Huy luôn. Mang tên là 9 tháng cô mang nha. Bài đó là bài riêng của Huy luôn phải không? Rồi, bài riêng của em luôn. 9 tháng cô mang. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Huy đã viết riêng cho Phùng Ngọc Huy nha. Rồi, 9 tháng cô mang nha quý vị nha. 9 tháng cô mang. 9 tháng cô mang. Bài này có trên YouTube chưa? Có. 9 tháng cô mang. Thank you.
chín tháng nặng mang, con theo mẹ từng ngày. Đời có gian nan, niềm vui chính là con. Khi con đạp, khi con trôi, mẹ đau đớn mà vui. Vì mẹ khỏe nên mẹ an lòng. Nước mắt mẹ vui khi con kêu tên mẹ. Hạnh phúc gian đơn tiếp bước mẹ đường xa. Khi con tập bước chân đầu, vòng tay mẹ phía sau. Chàng trai của mẹ hạnh vững tin, mẹ luôn bên cạnh con. Mẹ sẽ là người cha những khi con cần thêm sức mạnh. Tình của mẹ bao la, che chở con đeo suốt đời con. Mẹ sẽ là bạn thân luôn bên con, rất chia vui buồn. Chẳng điều gì thay thế được trái tim mẹ yêu con. Mẹ sẽ là dòng sông khi đời con cần đúng êm đềm. Mẹ là cánh đồng đêm những khi trên đường con vọng ngã. Là bầu trời bao la cho con xây đắp bao mơ mộng. Giữ trong lòng những hy vọng con sẽ mãi thành công. Sao lỗi vậy nhà nãy hát quên mãi cô. Nãy là để cho đồ nói. Chín tháng năm mang, con theo mẹ từng ngày. Đời có gian nan, niềm vui chính là con. Khi con đạp, khi con trôi, mẹ đau đớn mà vui. Bởi vì con mẹ khỏe nên mẹ an lòng. Nước mắt mẹ vui khi con kêu tên mẹ. Hạnh phúc gian đơn tìm bước mẹ đường xa. Khi con tập bước chân đầu, vòng tay mẹ phía sau. Chàng trai của mẹ hãy vững tin, mẹ luôn bên cạnh con. Mẹ sẽ là người cha những khi con cần thêm sức mạnh. Tình của mẹ bao la luôn chở che theo suốt đời con. Mẹ sẽ là bạn thân luôn bên con, sẻ chia vui buồn. Chẳng điều gì thay thế được trái tim mẹ yêu con. Mẹ sẽ là dòng sông khi đời con cần lúc êm đềm. Mẹ là cánh đồng êm những khi trên đường con vọng ngã. Là bầu trời bao la cho con xây đắp bao mơ mộng. Giữ trong lòng những hy vọng con sẽ mãi thành công. Mẹ sẽ là dòng sông khi đời con cần đúng yên bình. Mẹ là cánh đồng êm những khi trên đường con vọng ngã. Là bầu trời bao la cho con say đắm bao mơ mộng. Giữ trong lòng những hy vọng con sẽ mãi thành công. Rồi. Rồi, trời ơi, nghe bài này muốn rụng rời luôn cả nhà. Mọi Hương Nguyễn, Hương Nguyễn không biết sao nha. Là Hương Nguyễn cũng có nghĩa là mỗi một người thì sẽ hợp với một cái bài hát. Nhưng mà thật sự mà nói là Huy là hát bài này là chị nghe là giống như rụng rời luôn. Rụng rời con vậy? Tại vì giống như là chị cũng có một cái gọi là thích nghe về nhạc của ba và mẹ. Dạ. Và Phật giáo. Cho
nên là hồi đó chị xúi chồng chị đi thi tâm ca đạo hiếu, đó là chị hát về nhạc của ba với mẹ thôi, với là nhạc Phật thôi. Và cuối cùng thì có một bài rất là hay, thì chồng chị có nói là để anh vô chung kết anh hát bài này tặng má anh, nhưng mà cuối cùng tặng má, nhưng mà cuối cùng mới vô vòng ba đó. Có nghĩa là bài đó ổng chưa được hát. Nhưng mà hát mấy bài về cha về mẹ rất là hay luôn quý vị, rất là hay luôn. Cho nên là nghe Huy hát bài vậy rồi nghe muốn rụng rời luôn á, hay hay lắm đúng không cả nhà. Cảm ơn chị Chu Đi Phan, chị cũng khen nè. Rồi ai nè, Thấm nè, Thấm nghe Thấm nói là thấu tim một bài hát quá hay. Cảm ơn Thấm rất là nhiều. Rồi còn em Hiếu Chuông á, em nói là 8 tháng 6 sinh nhật em có thể hát được không? Vậy thì em có thể book anh Phùng Ngọc Huy qua bên book show qua bên đó để hát cho em nghe được nha. Nếu mà ai thích nghe Phùng Ngọc Huy hát thì hát trực tiếp để nhìn thấy bằng xương bằng thịt thì mình book show Phùng Ngọc Huy hát. Hình như Hiếu Chuông ở Việt Nam phải không? Không biết nữa, chị cũng không biết. Rồi. Mẹ là nguồn cảm xúc bất tận cho chúng ta. Dạ rồi. Khi nào anh Dũng qua đây trong ca với em nha anh Dũng nha. Anh Dũng cũng thích hát lắm á. Anh Dũng chị có một cái người em chơi chung, thì người đó rất là thích nghe nhạc của anh Dũng. Xong cái người đó nói là ủa nhưng mà tại vì hồi đó là ở dưới quê đó thì nghe CD không mà đâu có thấy mặt đâu. Xong tới hồi mà nghe anh Dũng hát thì mới nói là ồ cái giọng ca này em nghe từ hồi lúc ở dưới quê và em rất là thích luôn. Cái cuối cùng mới gặp mặt anh Dũng là mới biết là anh Dũng hát. Chào Vũ Nguyễn Xuân. Hiếu Chương nói là ở bên Hiếu Mỹ. Rồi muốn Hiếu Chương cần anh hát thì cứ bút anh qua đúng bên Tiểu Bang hát nha. Tiểu Bang bên đó hát. Rồi và đây tiếp theo là một cái vòng hạt 8 ly giá là 420 cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Cái này là hạt 8 ly dành cho giống như Nguyễn Mập Mập vậy thôi chứ cổ tay nhỏ xíu rồi quý vị, cho nên cái hạt 8 ly đeo vừa. Còn người nào mà cổ tay tròn á, nữ mà cổ tay tròn là phải đeo cái hạt 10 ly nha. Còn cái này 8 ly là cổ tay rất nhỏ luôn. Giá là 420 đô cho cái chầm hương núi rừng mọc tự nhiên. Chầm núi rừng mọc tự nhiên nha quý vị nha. Giá là 420 đô. Cái này là dành cho nữ cổ tay nhỏ quý vị. Đó. Dành cho nữ mà cổ tay nhỏ. Cái size là 8 ly nha quý vị nha. 8 ly. Và tiếp theo đây là cái size này cũng 8 ly luôn. Đẹp cũng quá, 8 đẹp ly quá, luôn nhưng mà nó là hàng VIP nha. Cái này là hàng VIP, chỉ thua mỗi cái chìm nước tự nhiên thôi chứ không có thua bất cứ loại nào hết. Và quý vị nhớ dùm Hương Nguyễn là thua cái chìm nước tự nhiên là hàng dách lầu nha, chứ không phải thua cái hàng sánh chìm sánh ghép hay là hàng công nghệ cho nó chìm là khác nha quý vị. Còn cái chìm nước tự nhiên là nó cực kỳ hiếm và nó cực kỳ mắc. Thì cái này chỉ thua cái loại hàng đó thôi chứ không thua bất cứ loại nào hết, là loại VIP nè. Cái này dành cho cổ tay mà nhỏ giống như Hương Nguyễn vậy đó, và mình có thể đeo cặp với đồng hồ cũng rất là đẹp luôn. Size 8 ly hay gì? Đúng rồi, size 8 ly mà có mix với lại bi vàng 18K nha. Giá của nó là 2.800. Và cái loại hàng này thì loại dầu nó rất là nhiều, mình càng đeo nó càng đậm màu luôn, và nó càng bóng luôn. Cái này như là mình chỉ có một sợi duy nhất đúng không chị Hương? Đúng rồi, cái đó còn sợi, bữa hổm là 2 sợi. 2.800 nha chị ạ. Rồi. Và chào Lanh Lanh. Ồ rồi. Hiếu Chương đang ở Cali hả? Giờ Hiếu Chương ở Cali rồi đúng không? Ở Cali. Chữ biết đọc luôn. Chữ biết đọc luôn. 2.800 cao nha. Nhìn con số này dễ hơn nè. Rồi. 2.800. Và đây là chầm núi rừng mọc tự nhiên, và cái này là hàng của nó, hàng là hơn tầm trung nha. Hơn tầm trung nha quý vị, cho nên là khi mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng. Và mùi cho cái chuỗi 108 này là quý vị khỏi phải lo rồi, giá của nó là 4.260 cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên này, và mix với lại cái cham này là cham Ngọc Hòa Điền. Cái Ngọc Hòa Điền là nó mắc hơn đá mình nha quý vị. Và cái Ngọc Hòa Điền này nó rất là tốt cho sức, lợi ích cho sức khỏe rất là nhiều, và mệnh nào đeo cũng được hết, không có kỵ mệnh nào hết. Giá là 4.260, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. 4.260 nha quý vị. Đây là cham Ngọc Hòa Điền nè quý vị. Đó. Rất là tốt luôn, mệnh nào chúng ta đeo cũng được hết. 4.260 đô. Rồi, và tiếp theo đây là cái chuỗi 108 hạt 6 ly chầm núi rừng mọc tự nhiên. Cái này là dành cho cổ tay nữ mà cổ tay nhỏ nha, vì cổ tay lớn mà không có mít gì hết là cổ tay tròn đeo không vừa, cho nên cổ tay phải nhỏ thì không có mít gì hết đeo mới vừa nha. 6 ly, giá là 820 đô cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên. 820 đô gì chầm núi rừng mọc tự nhiên nào gì nè. Đó. Cả nhà mình đừng có ham đeo giống như Hương Nguyễn vậy nha, đeo sát, có nhiều người nói thích đeo giống chị Hương đeo sát vậy nè. Đó, kéo về cho quý vị coi nè, đó ngấn vậy nè là máu huyết nó không lưu thông được nha, không tốt. Dạ, mình đeo chầm là phải đeo rộng rộng, đeo phát sinh chứ không có đeo kiểu này được. Đeo vậy quý vị nhìn thấy nó đẹp đúng không?
nó đẹp, đen dày nhìn thấy nó đẹp đúng không, nhưng mà nó tác hại, nó không có tốt nha. Đó, nó ngấn nha. Đó, nó ngấn vậy là nó sẽ nó, máu huyết mình nó không lưu thông, nó không tốt. Cho nên mình đeo là mình phải đeo nó rộng rộng, chứ mình không có đeo chật quá như vậy. Mình phải đeo nó rộng. Chẳng hạn như là cái tay của Hương Nguyễn là nếu mà muốn đeo là phải đeo cái cỡ này nè. Đó. Cái 7 ly này nè. Đó, cái 7 ly này. Đó, nó đeo nó hơi rộng rộng như nè. Đó, nó phải lên xuống vậy nè quý vị. À, vì là nó lên cái xuống máu lưu thông, máu huyết nó lưu thông, với lại là khi mình ma sát vào cổ tay nhiều á thì cái chậm nó mới tỏa mùi nhiều, cho nên là mình phải đeo nó ma sát, chứ còn mình đeo vậy nó đứng im chỗ à. Nó đứng im chỗ à. Đó, và cái đây là cái chậm núi rừng mọc tự nhiên mà hạt của nó là 7 ly nha, hạt của 7 nó 7 ly thì... giá là 980. Cái này là chậm núi rừng mọc tự nhiên hạt 7 ly giá là 980 đô, dành cho cổ tay nữ mà cổ tay tròn, còn nam là cổ tay nhỏ thì đều dùng cái hạt 7 ly này được nha. À, quấn năm vòng gì quấn gì quấn năm vòng để ôm bóp cho đẹp quấn năm vòng không, ý anh nói là dạng là nịch bụng rồi anh cái đó anh Dũng nó là dạng nịch bụng đúng đó rồi, anh. Nịch bụng rồi đúng rồi quý vị ơi, nãy quý vị đã xem được cái sản phẩm nào để chúng ta là cuối livestream này chị Hương sẽ có quà tặng cho quý vị chưa? Chúng ta đã nhìn thấy được cái sản phẩm nào chưa quý vị? Mọi vị đang cần, đang muốn được sở hữu nó thì comment ở dưới nha. Comment dưới nha. Rồi, và đây là cái vòng đôi chầm núi rừng mọc tự nhiên có mix với lại tỳ hưu vàng 24K và hai cái bi vàng 18K giá là 980 đô nha quý vị. 980 đô cho cái vòng đôi hạt 6 ly. 980 đô. Đây vòng đôi. Hạt này là hạt 6 ly nha quý vị nha, rất đẹp luôn. Chầm núi rừng mọc tự nhiên nha, hạt 6 ly nha cả nhà mình. Rồi, và đây là một cái vòng đôi dành cho nữ nè, nữ mà cổ tay cũng nhỏ giống như Hương Nguyễn nè, có mix với lại hai cái viên đá như thế này. Đó, hai cái viên đá này là màu đỏ. Màu đỏ này sẽ hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha, và cái này là chầm núi rừng mọc tự nhiên. Cái này là vòng đôi, hạt của nó là 6 ly giá là 500 đô nha, giá là 500 đô. Giá là 500 đô cho cái vòng đôi này. Giá 500 đô nha quý vị. Cũng là chầm núi rừng mọc tự nhiên nha quý vị nha, giá 500 đô. Hạt này là hạt 6 ly ở vòng đôi. Rồi cả nhà mình ai mà thích cái mẫu nào á thì comment ở dưới cho Hương Nguyễn, để là Hương Nguyễn sẽ lấy cái mẫu đó lên để bán với cái giá quà tặng hôm nay cho quý vị. Còn khi mình ra tại Mo Phước Lộc Thọ công ty Hương Nguyễn thì mình vẫn mua full giá niêm yết cho quý vị nha. Và sau khi giờ Hương Nguyễn sẽ giới thiệu những cái nhang chầm và bột chầm bên công ty chầm Nguyễn trước, và sau đó sẽ chọn những cái mẫu nào mà cả nhà mình đang xem để chốt với cái giá quà tặng. Còn không, còn cả nhà mình vẫn những người đang xem trực tiếp trên đây chưa có ý định mua thì người khác xem lại thì người ta sẽ muốn được với cái giá quà tặng, thì Hương Nguyễn sẽ bốc những cái mẫu ngẫu nhiên để cái giá quà tặng cho khách hàng, để người ta được mua, người ta được tặng một chút lọc cho vui vậy đó quý vị. Mọi người nhớ gì, chỉ có một số phone duy nhất tại Mỹ là 714-588-9989 nha mọi người nha. 714-588-9989. Đúng rồi, 714-588-9989. Tên check là cũng là chồng Hương Nguyễn luôn. Rồi khi mà gieo tiền cũng là một số phone duy nhất, cell phone của Hương Nguyễn thôi. Cà thẻ cũng vậy luôn, cho nên là không có cái số phone nào khác hết nha quý vị. Toàn bộ số phone khác là giả mạo hết nha. Và có nhiều người cũng có nhiều người người ta nhìn cái từ, ví dụ như là chào chị Châu Trinh nha, có nhiều người chị cũng không biết nữa, là có nghĩa là công ty Trầm Hương Nguyễn là cái trang này là Trầm Hương Nguyễn mà sao có nhiều người đưa cái trang đâu á, mà hỏi cái này phải của em không thì không biết người ta đọc sao, giống như là như có mình chị bán Trầm Hương vậy đó. Có nhiều người á chụp hình qua hỏi ủa em ơi cái này phải của em không, dạ đâu phải đâu, cái tên nó đâu phải của em đâu, không biết sao mà người ta cứ hỏi vậy đó, cho nên là người ta dễ bị lầm lắm. Cho nên là tốt hơn hết là quý vị gọi số phone trực tiếp cho Hương Nguyễn là sẽ không bị lầm nha, không lầm về chất lượng sản phẩm và cũng giống như không lầm về giá, vì công ty Trầm Hương Nguyễn là có bỏ sỉ, có bán wholesale cho những người nào mà muốn bán lẻ về trầm. Mình có thể franchise thương hiệu, hoặc là mình có thể mình lấy sỉ về mình bán thôi, mình không cần phải franchise để tốn nhiều tiền. Và đây là cái này là nhang trầm nha, và nhang trầm này là trên 100 ống là Hương Nguyễn có gia công hết nha quý vị, có gia công cho những người nào mà muốn bán. Vì là có nhiều chị là tiệm tóc với lại tiệm nail, nhưng mà sau một thời gian chỉ xài nhang trầm chỉ thích quá, chị nói là tại có một chị đó là người Hoa ở trên lót nè, và chị nói là
chị nói là em ơi, khách của chị thích cái nhan trầm bên em quá, mà bên chị là khu người Hoa thì người ta sẽ thích xài nhan trầm rất là nhiều. Và chị nói là gia công cho chị 100 ống để chị bán cho khách của chị, vì chị ngày nào chị cũng đốt xong rồi khách chị thích đó. Và cho nên là cái này là nếu mà quý vị nào mà là chủ tiệm nail hay là chủ tiệm tóc muốn kinh doanh thêm về cái sản phẩm nhan trầm này thì cứ 100 ống trở lên là Hương Nguyễn sẽ design một cái thương hiệu khác cho theo ý của quý vị nha. Hiểu rồi. Giống như là mình design cho, đúng rồi, mình design theo cái ý của quý vị để mình bán theo cái ý của quý vị luôn. Và đây là cái nhan trầm không tim, giá là 59 đô, giá là 59 đô nha. 59 đô quý vị, nhan không tim bên trong có 100 thanh nhan nha quý vị nha. Chào Khôi Nguyễn. Ở bên trong một ống nhan 20g như thế này này á, là nó hơn 100 thanh nhan trong đó nha. Tại có nhiều người không hiểu á, tưởng nó có một cây à. Nhiều người hỏi, ủa có một cây vậy thôi hả? Nó dạ không phải, trong đây là hơn 100 thanh nhan trong đây nha quý vị nha. Và cái loại tiếp theo có cái logo trên nắp là giá 85 đô. Mà thường thì khách hàng mà lấy sỉ á, người ta chỉ lấy có một giá thôi, người ta lấy một loại thôi, người ta dễ bán hơn. Đây là ống gỗ nha quý vị nha, ống gỗ nha. Chào Mimi Quang, chào Khôi Trần, chào chị Châu Trinh. Và đây là có chữ nhan trên cái nắp nè, là giá 110 nha quý vị. 110 cho một cái ống nhan không tim như thế này. Giá 110 nha quý vị nha. Và đây, và đây là cái nhan VIP là giá 135. Quý vị ơi, có nhiều người á, mình cũng có thể ra ngoài mình mua những cái ống nhan trầm trị giá có 15-20 đô cũng có, 10 đô cũng có nữa quý vị. Nhưng mà mình keo kết dính, đúng rồi, mình tự hiểu là cái trầm hương nó sẽ không có rẻ như vậy. Và nếu như mình mua rẻ như vậy á, thì vô tình mình đốt vào, mình ngửi những cái mùi hóa chất tạp chất, nó sẽ làm coi như là độc hại cho cơ thể mình, nó không tốt. Còn cái nhan trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn á, là mọi thứ mà giống như là đại lý đã lấy hàng bán thì Hương Nguyễn đều guarantee nó là trầm zin 100%, nó không có tạp chất hay là hóa chất gì hết, và cũng không có phẩm màu hay là mùi gì hết. Nếu như mà người ta, nếu mà ở bên Mỹ này mình làm không đúng, người ta có thể xu mình được. Mà quý vị, giống như người ta lấy cái ống nhang này nè, người ta đi test mà có hóa chất ở trong cái nhang là người ta có thể xu mình được đó, chứ không phải giống như ở Việt Nam mà mình muốn bán sao mình bán đâu. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là khi cái nhang trầm thật sự á, mình đốt á, là nó giúp mình giảm stress nè. Khi mà mình căng thẳng đầu óc mình đốt cái nhang trầm, nó giúp mình giảm stress. Và nó giống như là mình xông nhang trầm thường ngày thì nó sẽ nó thanh lọc không khí, nó tốt cho phổi, và nó giúp cho những cái người nào bị mất ngủ nhiều á, thì sẽ có giấc ngủ tốt hơn. Và nó khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà nữa, nó rất nhiều lợi ích nha quý vị nha. Nhưng mà nó phải là trang nhang trầm thật 100%. Và đây là cái cây gỗ để xông nhang trầm, giá là 30 đô. Trong đây có cái miếng chống cháy nha quý vị nha, giá là 30 đô. Đây là cây đựng nhang trầm nữa gì, bên chào trong Thảo Lê, giá là 30 đô gì nha. Kitty Trần, chào Kitty Trần nha. Và bây giờ là đây là bột trầm hương là 30g, này là giá 170, mình xài hơn 3 tháng nha quý vị nha. Hũ lớn là 250 nha quý vị nha. Hũ lớn là 270. Ôi 270 lộn. 270 lộn. Hũ lớn là 270. Mình xài hơn nửa năm nha. Hũ nhỏ 170 nha quý vị, hũ lớn 270 luôn. Quên gì nha. Chào Holly Nguyễn. Sang dạo này lên mà còn hạ giá nữa chứ. Và đây là cái nụ trầm 50g, giá là 208, là trên 72 nụ trong đây nha quý vị nha. 208 vậy. Đúng rồi, và tất cả những cái nụ trầm và nhang trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn đều dùng cái hồi kết dính để xe thành thanh nhang, hoặc là nụ trầm, chứ không có dùng keo nha, vì dùng keo mình đốt nó sẽ rất là độc hại. Và đây là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng để dành xông nụ hoặc là xông bột trầm, giá là 60 đô cho cái lư bằng gỗ này. 60 đô nha quý vị. Rồi, và bây giờ ở cả nhà mình ở đây là vẫn chưa có ai chào ai đây, chào Vũ Nguyễn Xuân. Rồi, và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ múc cái mẫu ngẫu nhiên để mình chốt với giá quà tặng, để giống như là những người khách nào mà đang coi trực tiếp đây này chưa có ý định mua, thì người khác người ta sẽ coi lại cái like này để người ta chốt được với cái giá quà tặng. Và cái nữa là sau khi like xong á, là Hương Nguyễn download cái này về để bỏ qua cái kênh YouTube của chồng Hương Nguyễn. Mà hầu như nhưng mà được chưa? Chưa hình như là Huy độc quyền dữ lắm quý vị. Like trên đây thì được, mà copy cái nào mà có Huy là nó không copy được để bỏ vô YouTube. Không hiểu luôn. Lần nào cũng vậy hết, không được. Chào Hoa Hà nha. Chắc YouTube muốn nuốt không cho, muốn kiềm chế sự nổi tiếng của em lại. Không phải kiềm chế sự nổi tiếng, mà là em đang bị giống như là độc quyền á, giống như là không có download được hay sao á, chị cũng không biết nữa.
cứ cái nào cũng download được mà cái nào có hy là không download được. Để chính chủ về chính chủ mới download được. Rồi và bây giờ thì chào Ivy Lay, bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ dần lên hàng chồng hay là hàng tự nhiên, hàng tự nhiên đi. Mình tặng cái này là 7 ly nha. 7 ly này là cổ nếu mà cổ tay nữ. À, cổ tay nữ mà 7 ly này á, cổ tay nữ mà chị nè, mà chị nè. À không, à 7 ly mà cổ tay nữ là cổ tay tròn tròn tí á, thì đeo nó sẽ đẹp nha. Còn nam là cổ tay nhỏ, còn nếu nữ mà cổ tay nhỏ thì không chọn được cái 7 ly này. Nữ mà cổ tay nhỏ thì chỉ chọn được cái 6 ly thôi. Đó, nhưng mà 6 ly á, mà cổ tay tròn quá mà mình đeo á, nó chật vậy thì nó không tốt nha, máu huyết nó không lưu thông không tốt. Thì đây là cái giá của nó là 980 đô. À, thì tùy theo sản phẩm, có nhiều sản phẩm là dưới 1.000 á, là Hương Nguyễn hay tặng có 50, 60 à. À, nhưng mà hôm nay là Hương Nguyễn tặng 80 luôn nha. Đó, là còn 900. Là còn 900 nha. 900. Nhưng mà cái loại, cái riêng à, Hương nói là cái loại trầm nha, hiện tại là chỉ có 2 cái thôi. À, cái loại 7 ly này nè, 7 ly 980 này, đúng rồi, có 2 sợi thôi. À, cho nên là nếu cả nhà mình thích thì mình có thể mua cho chính bản thân mình hay là mua làm quà tặng cho mẹ mình cũng được nha. À, vì là người lớn tuổi thì mình cho cái hạt nó 7 ly nó sẽ tốt hơn cái hạt 6 ly, vì nó 6 ly nó nhỏ quá. 6 ly cái gì, hạt 6 ly thì nó bị siết cái tay mình, nó không báo luôn. Cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha, giá là 980 đô. Và Hương Nguyễn tặng 80 đô là còn 900. Và cái loại trầm này và cái 7 ly này là hiện tại là chỉ có 2 chuỗi thôi. Dạ, chỉ có 2 chuỗi thôi. Giá là 980 đô. Vì mỗi một cái phôi trầm á, à, mỗi một cái phôi trầm tự nhiên quý vị, nó không có lớn, có nhiều cái phôi trầm á là Hương Nguyễn chỉ làm đủ cái mặt dây chuyền thôi. Rồi có nhiều phôi trầm mà nó lớn á thì mình cùng một lô hàng á thì mình mới làm được nhiều chuỗi. Còn nếu như mà cái phôi trầm nó nhỏ quá thì nhiều cái cũng làm được con chuỗi hoặc là làm được con vòng thôi, chứ nó không có nhiều giống như cái hàng do con người trồng cấy như thế này. Đó, cái hàng như con người trồng cấy như thế này thì nó một lô hàng làm được mấy chục sợi. Cái này là giá của nó là 290 đô. Cái này là do con người trồng cấy nha, giá là 290 đô. Cái này là mới có 2 sợi. Thơm quá quý vị, thơm lắm luôn quý vị. Việc vị khách hàng nào may mắn trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị. Đó, 980 đô Hương tặng cho 80 đô. Bình thường dưới 1.000 là tặng có 50, 60 và trên 1.000 mới tặng được 100. Và trên 1.000 mới tặng được 100, còn dưới 1.000 là tặng có 50, 60 thôi. Thì hôm nay Nguyễn sẽ tặng 80. Còn nếu như mình ra tại Mall Phước Lộc Thọ mình mua, vẫn mua full giá 980 nha. Lắm luôn. Thì vẫn mua full giá 980 cho cái chuỗi 1087 ly này. Rồi và bây giờ là Hương Nguyễn và Phùng Ngọc Huy chào tạm biệt cả nhà mình. À, và cả nhà mình nhớ là mình nếu mà mình thích ăn những cái bánh ăn vặt như thế này nè, thì mình qua cái trang của Phùng Ngọc Huy là Cali ăn vặt siêu ngon á. Dạ. Tại vì cũng có nhiều người hay hỏi là ủa mua đồ của Phùng Ngọc Huy mua ở đâu? Dạ mua ở bên Cali ăn vặt siêu ngon. Mà dặn Huy hoài là copy cái trang của Huy á, bỏ ở dưới cái like này nè, mỗi cái like của em á là em bỏ dưới đó để cho người ta biết. Lâu lâu người ta cứ hỏi hoài thì cũng không nhớ luôn á. Cali ăn vặt siêu ngon nhau vậy nha. Đúng rồi, mua tất cả các thứ luôn. Dạ, nhiều loại lắm. Rồi giờ thì Phùng Huy và chị chào mọi Nguyễn. Xin chào vậy nha. Bye bye quý vị. Bye bye.